Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh của Hoa Nhà Duyên. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu hoa cắm có thể là tặng khai trương, tặng sinh nhật và các dịp chúc mừng nhé. Ở đây mình sử dụng giỏ mây màu trắng kết hợp cùng với hoa tông đỏ và tông trắng. Ở đây thì mình sử dụng là xốp màu trắng nha các bạn. Cùng với đó thì các bạn nhớ là khi mà cắm giỏ hoa, các bạn luôn luôn phải cắm keo sữa để cho các bông hoa của mình được cố định và chắc chắn nha. Đầu tiên thì mình sẽ cắm các bông hoa 7 lớp màu đỏ trước. Mình cắm vài bông trước để cho tạo thành cái khuôn hoa đó các bạn. Các bạn cùng quan sát nhé. Sau khi mà mình đã cắm một số bông hoa 7 lớp và các bông hoa 3 lớp thì ở đây thì mình sẽ cắm hoa cộng chướng vào nha các bạn. Đầu tiên thì mình chỉ cắm các bông hoa cơ bản trước thôi. Các bạn quan sát nhé, mình sẽ không cắm, mình cắm thưa thưa chứ mình không cắm xét một lúc ngay từ ban đầu. Khi mà mình đã cắm một số bông hoa cố định rồi thì ở đây mình sẽ cắm lá táo trước nha. Bởi vì cái lá táo nó rất là mềm, nếu như mà khi các bạn cắm hoa xong rồi các bạn mới chèn lá táo thì mình thấy là rất là khó cắm, và khi mà mình cắm mình phải luồn tay vô thì nó sẽ rất dễ bị lung lay các bông hoa cũ của mình, cũng như là dễ bị mất cái form á, nên ở đây mình sẽ cắm lá táo trước, sau đó thì mình mới cắm tiếp tục hoa. Mình cắm xen kẽ lá táo ở các điểm xung quanh của cái giỏ hoa này, chứ mình không có cắm tập trung một chỗ nha, để cho giỏ hoa của mình nó được tự nhiên hơn cũng như là sinh động hơn. Cái màu của hoa kết hợp với màu xanh của lá thì nó sẽ làm nổi bật cái giỏ hoa của mình rất là nhiều luôn các bạn. Vì có một số cành lá táo nó quá ngắn và nó không đủ chiều dài để tạo thành form của bó hoa này, giỏ hoa này, nên là mình sẽ nối thêm cành nha. Các bạn có thể là quấn chung với lại cái cành cắm hoa mà mình hay sử dụng đó, thì mình sẽ dễ dàng làm cho cái cành lá táo của mình nó dài hơn và dễ cắm giỏ hơn rất là nhiều. Cái hoa nhí mà mình đang cắm đó các bạn, đó là hoa sao khô nha. Hoa sao khô này thì các bạn có thể mua khô hoặc là các bạn có thể mua hoa từ lúc còn tươi rồi mình phơi khô cũng được. Tùy theo cái chỗ hoa mà các bạn mua người ta có hoa gì, thường thì mình có các tiệm hoa quen ở gần mình á, nên là mình nhắn thì người ta luôn chừa cho mình hoa khô này, giá thì cũng rẻ lắm các bạn. Tại vì hoa khô nó nhẹ mà một giỏ hoa thì mình cũng cắm không có nhiều. Sore thì hoa sao khô giá thành thấp hơn hoa baby rất là nhiều luôn. Và theo mình thấy cắm vô thì nhìn nó tự nhiên lắm.
do là mình không có cái hoa 5 lớp màu đỏ đô nên ở đây mình sẽ sử dụng hai bông hoa 3 lớp màu đỏ đô nha. Các bạn thấy mình sẽ gỡ cái bông hoa ra và mình lấy cái đài hoa á. Thì ở đây á, cái đài hoa 3 lớp nó bị cúp lại nên là mình sẽ cắt bớt cái đầu nhọn đi để cho khi tí nữa mình cắm vô thì nó sẽ có cái độ bung hơn. Tại vì thường cái đế của hoa 3 lớp nó rất là cúp luôn. Đây các bạn để ý thấy không? Bây giờ mình sẽ chích keo vô cái phần đế của bông hoa rồi mình sẽ gắn vô cái đài như lúc ban đầu nha các bạn. Mình bung ra thì nó sẽ đổi ra một bông hoa 5 lớp. Nếu như bạn nào mà không có hoa 5 lớp sẵn ở nhà mà muốn cắm nhìn cho cao cấp hơn thì có thể làm theo cách của mình nhé. Đây, kế đến mình sẽ cắm xen kẽ các bông hoa để tạo thành một cái form cố định nhất. Nhớ là khi cắm giỏ hoa thì mình đừng có cắm một mặt bằng rang nha. Mình nên cắm có bông cao, bông thấp thì nhìn giỏ hoa của mình sẽ tự nhiên hơn. Cũng như là mình kết hợp thêm các loại lá để nhìn cho giỏ hoa của mình có thể là giống thật nhất có thể. Thank you.
Bye.